Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ hiểu được chân tướng sự thật Khi tôi mới học Phật Trương gia Đại sư bảo tôi rằng Phật Pháp Đại Thừa Biết thì khó Làm thì dễ Vì sao làm khó? Là vì quý vị không biết Nghe kinh hàng ngày mà không biết Nghe không vô Đây là thật, không phải giả Thầy Lý bảo tôi Có người đọc kinh Nghe kinh nghe một đời Đến 80 tuổi 90 tuổi Khi mạng chung Vẫn là mơ hồ Một đời không hiểu được Loại người này rất nhiều vì sao niệm suốt đời nói suốt đời nghe suốt đời cũng không thể khế nhập cảnh giới nguyên nhân là gì nguyên nhân là không buông được cái ta không buông được cái của ta cái ta là tập khí phiền não cái của ta là ngũ dục lục trần cả hai đều không buông được cho nên suốt đời làm không rồi chỉ là rớt lại hạt giống phật trong a lại gia sự thật mà nói đây cũng là điều rất quý rồi thành tựu của quý vị là ở kiếp sau kiếp này không thể thành tựu ngày nay chúng ta rất may mắn gặp được tịnh độ tông tịnh độ tông nếu quý vị thật sự tin tưởng thật sự muốn đến thì kiếp này bảo đảm quý vị được thành công cho nên lần này chúng tôi giảng kỹ kinh vô lượng thọ giảng rõ ràng minh bạch mục đích ở đâu mục đích là để mọi người có ấn tượng sâu sắc về thế giới cực lạc thực sự hiểu rõ ràng minh bạch rồi quý vị mới thật sự phát tâm chỉ cần phát tâm thì tập ký phiền não trong vô lượng kiếp đều có thể tiêu trừ không thể đoạn thì cũng đè xuống được đè xuống quan trọng nhất là buông bỏ là nhẫn nại nếu buông bỏ mà không nhẫn nại thì nó lại hiện tiền nhẫn nại là bảo quý vị vĩnh viễn đè xuống trong cuộc sống sinh hoạt của mình mỗi phút mỗi giây đều có tâm cảnh giác cao độ nghĩa là thế nào khi tập khí phiền não hiện tiền niệm nam mô a di đà phật cấp tốc trở về niệm danh hiệu phật bên ngoài buông bỏ hết không cần trong tâm chỉ có phật a di đà trong ý niệm chỉ có phật a di đà một câu a di đà phật có thể quét sạch hết hoàn toàn đè xuống Quý vị mới được vãng sanh Không dễ đoạn được Chúng ta không có năng lực như Đại sư Huệ Năng Ngài là đoạn Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề Thì hiện cho chúng ta là đoạn Đều là đốn xã Trong Phật Pháp gọi là hàng thượng thượng căn. Chúng ta trong thời đại này Một câu danh hiệu Phật Có thể đè được, khống chế được tập khí phiền não Cũng xem như là hàng thượng thượng căn trong thời đại này rồi Trong tâm chúng ta không có chuyện gì Không có bất kỳ phướng bận đạt được mức độ nào không chấp thân này là của ta nữa đây là căn bản không chấp tất cả cái ta có là của ta nữa hoàn toàn buông bỏ ta có tài sản ta có đất đai ta có nhà cửa ta có quyền lực ta có quyến thuộc buông bỏ hết trở lại thanh tịnh vô vi trước đây của quý vị những cái có bên ngoài thân đều là do quý vị có thân sau đó quý vị mới kinh doanh Lại không biết kinh doanh này Là mang đến chướng ngại cho quý vị Tăng trưởng tập khí phiền não của quý vị Tập khí phiền não này là phân biệt chấp trước Nếu quý vị không có Thì quý vị không phân biệt, không chấp trước Có thì phân biệt chấp trước Cho nên phải kiến giải như thế nào? Có thì theo nó đi, không có cũng theo nó đi. Tất cả đều tùy duyên, không chút bận tâm. Đây gọi là tùy duyên diệu dụng. Chư Phật Bồ Tát khi hiện ở thế gian, các ngài đã dùng tâm như vậy, cho nên các ngài vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bình đẳng, không sanh phiền não. Các ngài hiểu rõ pháp thế xuất thế gian. không chút rối loạn mọi lúc mọi nơi đều làm việc bằng trí huệ hoặc ở trong thế gian này hoặc ở thế giới cực lạc tất cả đều tùy ý Khi tôi mới học Phật Chương gia đại sư dạy tôi Đại sư nói những việc này của tôi Việc đời này của tôi Giao hết cho Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát sắc đặt Bản thân mình không cần bận tâm gì cả Tôi tin lời Thầy nói y giáo phụng hành cho nên trong đời này ít phiền ít não đây là sự thật đây là sự hưởng thọ lớn nhất của đời người mà thầy phương nói Tuổi cao rồi, cũng một lòng với đại thường. Một lòng với vô lượng thọ. Bộ kinh này, tôi nghĩ trước tháng 10 năm nay, có thể giảng xong. Sau khi giảng xong, tôi vẫn còn ở thế gian này, tôi vẫn giảng kinh cho mọi người, chính là bộ kinh tuyệt vời này, chia sẻ với mọi người. Bởi vì đó thật sự lợi ích lợi ích ngay trước mắt đây là nhân duyên hết sức thù thắng tuổi trẻ thật sự phát tâm dạy học phát tâm nguyện lớn kế thừa huệ mạng của phật hoàng pháp lợi sanh chánh pháp trụ đời lâu dài tôi còn có chút sức lực nếu thân thể còn chút sức khỏe tôi sẽ tận tâm tận lực giúp mọi người học phật thứ nhất là học thanh tịnh không phan duyên không nhiều chuyện xã hội bây giờ phim ảnh internet quấy nhiễu lòng người họ có quyền mỗi ngày đưa tin tôi cũng có quyền không tiếp nhận tôi có thể không xem mười mấy năm không xem phim chưa bao giờ tiếp xúc internet ngay cả điện thoại tôi cũng buông bỏ cho nên tôi rất ít có điện thoại người ta tìm không thấy tôi Tôi cũng không cho người khác gọi điện cho tôi Vì sao vậy? Niệm Phật là tốt nhất Ít nói lời vô ích Niệm Phật là thật Làm bất cứ chuyện gì cũng là